Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép số phụ kiện Minh Thảo PCP. Em xin được gửi lời chào đến tất cả những anh em đam mê săn bắn trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Thì trong chương trình giới thiệu sản phẩm của ngày hôm nay, số Minh Thảo em xin được giới thiệu đến với tất cả mọi người về 4 dòng sản phẩm kính ngắm Quest Hunter. Bác nào mà đang quan tâm về dòng sản phẩm kính ngắm này thì hôm nay em sẽ làm một cái video để tổng hợp lại cả 4 thông số luôn, để không làm mất nhiều thời gian của tất cả các bác để đi tìm hiểu nha các bác nha. Trước khi nói đến phần kính ngắm thì em xin phép mọi người nói qua về một chút về hình thức mua bán và giao dịch ở bên shop Minh Thảo. Em là ship hàng COD. Mọi người mua hàng thì gọi điện trực tiếp cho bên em bằng 3 cái số điện thoại hiển thị trên màn hình nhá. Bên em có cả Zalo. Bác nào mà đang muốn lên full cả một cây Odo và full một cây Epic, bên Minh Thảo em hỗ trợ lắp ráp đầy đủ cấu hình tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi người nhá. Đó, thì đấy là toàn bộ cái hình thức mua bán. Còn bây giờ để em sẽ không làm mất nhiều thời gian của tất cả mọi người nữa, em sẽ review nhanh cho mọi người về 4 cái dòng sản phẩm này. Ở đây thì em sẽ có 4 thông số nha các bác nhá, 4 thông số. Thông số đầu tiên là 4-16 như cho 44. Cái này thì nó trong tầm phân khúc giá 1.7 cho 1.8 anh em xem. Đấy. Thì đây, kính ngắm Quest Hunter nhá. Bây giờ sở hữu kính ngắm Quest Hunter, giá cả nó sẽ hợp lý hơn so với thời điểm khoảng độ nửa năm trước. Hàng này thì là hàng cực kỳ là đẹp nha các bác nhá. Giá thì em sẽ báo giá ở khoảng giá chứ không nói là cụ thể là bao nhiêu, bởi vì là bây giờ nó sẽ tùy thuộc vào thứ nhất là tiền tàu, thứ hai là tiền, nói chung là lúc lên lúc xuống. Em nhập được rẻ em sẽ bán cho anh em rẻ đấy, còn là giá cao thì em sẽ bán nó chênh đấy, thì em sẽ chỉ nói là trong khoảng là bao nhiêu tiền thôi. Con này thì nó là hàng 4-16 nhân cho 44 này. Đây, Quest Hunter cực kỳ đẹp nha các bác nhá. Phụ kiện đi kèm thì sẽ có chân kính và ống chống lóa nha các bác nhá. Tâm của nó là tâm như thế này nhé các bác nhé. Đó, Quest Hunter. Thêm tiền một chút ý, thì em có dòng mili. Đấy, mili thì em cũng bán nhé, tất cả những dòng kính mili. Nói chung là về tất cả các dòng kính thì bên em đều có hết để bán cho anh em. Đấy, con này thì là 1-6 như cho 24 lần này. Cái con này thì nó có tâm số, tâm kiểu tâm thang nhá các bác nhá. Đây, con này nó sẽ có giá từ 2.3 cho 2.5, khoảng đấy nha các bác nhá, khoảng đấy. Tâm của nó đây. Tất cả những dòng kính ngắm Quest Hunter này thì bên shop Minh Thảo em đều là kính ngắm là thân là 30 nhá. Thân 30 thì nó sẽ bền hơn so với thân 25. Cái thông số thứ tư là 4-16 nhân cho 44 SFP. Con này thì có giá là gần 3 triệu nha các bác nhá, 2.8 nhân 3 triệu. Đấy. 2.8 3 triệu. Con này thì tâm của nó là tâm 4 tâm nhá các bác nhá, 4 tâm, tâm khắc kính 4 tâm. Đây 4 tâm đây nhá các bác nhá. Em sẽ zoom lên một tí cho anh em nhìn nhá rõ. Đấy. Thì ngoài ra thì bên em còn có cả thông số 4-16 nhưng cho 50 để dành cho những bác nào mà chơi súng dài nha các bác nhá. Chơi súng dài thì em có cái thông số 4-16 nhân cho 50 và 6-24 nhân cho 50. Nhưng mà hơi tiếc một chút là hôm nay cái thông số 6-24 nhân 50 sẽ không kịp về hàng, bởi vì là hôm vừa rồi em cũng có mấy cái lấy được mấy cái em bán hết rồi.
Đấy thì hôm nay thì nhưng mà sau này anh em mà các bác muốn thông số to thì các bác cứ hỏi em là em vẫn sẽ có nhá, hàng hàng sau này vẫn sẽ về. Đấy, con này thì là 4-16x50, tâm thì tâm thang cực kỳ đẹp và nó có đèn hồng tâm nhé các bác nhá. Ở trong tầm phân khúc giá mà chơi nó kính nó ok như này mà anh em sở hữu một cái kính hơn 3 triệu mà có đèn hồng tâm thì chỉ có duy nhất con này thôi nhá các bác nhá. Tất cả những dòng kính ngắm mà thông số lớn kiểu như là 4-16 ấy, từ 1 triệu rưỡi cho đến tận con này hơn 3 triệu mới có đèn hồng tâm. Đấy. Cái này là do thiết kế của nhà sản xuất nhá các bác nhá. Một cái chi tiết nữa là nếu như anh em nào mà không thích cái bánh xe mà em đang cầm ấy thì anh em có thể tháo ra lắp vào, là đấy là tùy theo sở thích của các bác nhá. Cái bánh xe này thì mục đích chủ yếu của nó là làm nó trang trí một chút và để chỉnh nét nhé các bác nhá. Có cái bám để chỉnh nét nhá. Tầm đây cực kỳ là đẹp nhá. Đấy. Đây, cái này các bác có thể tháo ra đây này. Đó, chỉnh nét thì ở đây mọi người thường thường kính xịn thì toàn chỉnh nét ở đây thôi, bên này thôi, chứ không chỉnh nét ở đầu như mấy kính tầm trung tiền. Đấy, thì mọi người chú ý nhé, cả con này và cả con 4-16x44SF này. Đấy, một cái video nhanh. Còn các bác nào mà muốn chi tiết cụ thể hơn thì mọi người liên hệ trực tiếp cho bên em bằng ba số kia, thì em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo. Những cái phụ kiện đi kèm có gì thì em sẽ gửi hình ảnh qua Zalo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những chương trình giới thiệu sản phẩm lần sau. Và trước khi tắt video, mọi người đừng quên là để lại cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để những lần mà em ra sản phẩm mới thì các bác có thể biết được để anh em cập nhật thêm nhé các bác nhé.